bốn con máy Isuzu 6WK1 đã đổ xong cho anh ra ở Hòn Đất, Kiên Giang. Bây giờ là sang đến phần là kiểm tra trục cơ. Kiểm tra trục cơ xong nữa là lắp một số đồ vật ok nữa là anh sẽ bay về Hòn Đất, Kiên Giang anh em ạ. Đấy là nguyên tắc rồi. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Đấy, phụt dầu đi rồi. Máy đẹp rực rỡ luôn nhé, trắng tinh luôn nhá. Con đầu tiên em sẽ làm cái video, một cái video để bổ trục cơ tất cả 4 con luôn cho anh em xem và biết. Và cũng xin lưu ý với tất cả các anh em là video em có đăng lên, anh em có thấy hay, thấy thích, cùng đam mê, cùng chung niềm đam mê, thì anh em ấn cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt follow kênh TikTok và một lượt like nhá. Em xin chân thành cảm ơn. Nếu mà cái video mà mọi người xem được, đây mở hai cổ này lì xính này, mọi người xem được mà nó chưa đúng với cái nhu cầu mà sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm, thì mong anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của tất cả mọi người. Anh em ấn ô tìm kiếm là động cơ ô tô Thịnh trên TikTok và trên YouTube, và trong đó sẽ có đầy đủ 4 cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại máy to máy nhỏ, cầu to cầu nhỏ, số to số nhỏ, tất cả các loại máy xe tải, xe ben, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn anh em nhá. Xe đầu kéo, tất cả các loại máy lớn máy nhỏ đều là hàng nghĩa địa đẹp hết. Giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Đây, bây giờ sẽ bổ trục cơ. Máy này thì 100 con đều cốt không cả 100 rồi. Hì hữu lắm mới có 1-2 con lên cốt thôi. Còn đâu thì đa phần có nhiều anh em mua còn không cần kiểm tra cốt cơ. Đấy. Đã bổ ra trục như mới. Đây anh em này, soi gương được này. Nếu mà có tác sự tác động của giấy nhám nhá, mất luôn cái bộ bóng này luôn. Đây bạc. Đây là cái bạc này, là bạc. Bạc này phải dùng 25 nữa. Anh thấy chưa? Bạc đấy mà nó bị xước hay như nào mà nó có chuyển sang màu vàng phát là bạc là mình phải thay bạc rồi, nhưng bạc này chưa bao giờ phải thay luôn. Nguyên bản nguyên xin hết. Tháo luôn được cái dây kia ra. Mới trong khoảng 3 giây nữa. Sao 3 giây không mở được đâu? Máy này có mở được 3 giây đâu anh. Không thì nó liền lốc đấy à? Chỉ có mở được cái cổ bạc này thôi, anh hiểu không? 3 giây nó liền lốc đấy. Đố ai mà anh không bao giờ tháo được. Tất cả đều như vậy hết. Anh hiểu chưa? Không mở được 3 giây. Tháo phải tháo cả cái... Không ai tháo ba dây, anh hỏi rồi. Tháo hết này mà tháo ba dây được. Không ai tháo ba dây bao giờ đâu. Tháo cái này thôi, anh thích cả tháo giả cả giả được. Nhưng nói chung là người ta chỉ tháo một cổ thôi, hai cổ thôi. Có tháo tiếp không? Tháo thế con này vặn chưa? Vặn con này đi. Một con đã xong nhá. Thế thì ráp con này đi, lần lính ơi. Bạc như mới luôn. Xem đi anh, xem FTD đi. Bỏ ra. Đẩy vô. Bóp lại, ngược lại bên này. Có ai đục dứt à? Không được, ghi chạy á. Như mới. Đấy, ở trong là nhìn thấy chưa? Bạc theo máy luôn nhá. SCTD. Bạc theo máy đi ấy nhỉ? Bạc này thì em nhìn cái bạc em biết. Anh ở ra như cái này nó bóng nhoáng quá là biết là trục xịn rồi. Con đầu tiên đã xong, chắc chắn là đã xong rồi anh em ạ. Cho làm gì vì nó cái lốc nguyên của nhà máy. Cơ con máy số 1 đã xong. Bây giờ là đang kiểm tra trục cơ con máy số 2. Anh ra như đang kiểm tra con máy số 2 nhá. Đấy rồi, lau đi nó cái lớp bấy của nó trắng tinh này anh ạ. 1 nó ghi số luôn, chưa mất số. Số nó chỉ là cái xương máy thôi. Rực rỡ luôn. Vẫn nguyên cái lớp mạ của nó anh em ơi, bóng nhoáng này. Cái này giấy nhám vào phát mất màu luôn nhá. Giấy nhám vào phát mất cái độ bóng luôn, mất cái độ nguyên bản của nó luôn. Rực rỡ của rực rỡ. Đấy, phụt dầu vào nó sạch bóng như anh tặng. Có kiểm tra cổ nào nữa không? Lắp vào đi. Không ai làm được cái đấy cả anh ạ, không ai có thể làm được cái đấy. Bóng nhoáng nhoáng. Nguyên bản, bạc nguyên bản, bạc biết bao giờ mới hỏng. Nắp vào đi. Giờ bổ thêm một cổ nữa là ok. Cổ số 2 của con máy số 2 đã kiểm tra xong nhá. Anh đã kiểm tra xong anh em ạ. Hơi hám ở trong trắng tinh. Mượt mà lắm anh em ạ. Trong này. Hơi anh em nhìn ở trong xa trong rồi. Đây, vẫn còn số má nó vẫn còn số vạch của nhà máy này. Số 3 ấy, vừa rực rỡ luôn.
Hoa đẹp. Vạch số cái thứ vẫn còn nguyên hết đây nhá. Số 4. Vạch này mà máy chạy nhiều nó bay nó mờ hết. Con số 2 kiểm tra trục cơ đã xong. Bây giờ sang con kiểm tra trục cơ con số 3. Vất vả quá anh em ạ. Đúng là mấy anh sờ nó có gợn thì mình mới ấy, nó không có gợn. Trục này mở ra em đã biết là trục không thể có một cái vết gợn, là không nguyên bản, nó không một cái gì rồi. Mình đã biết. Quá đẹp. Đấy nha anh em nhá, soi gương được rồi. Bóng loáng. Máy này em mua em còn không được kiểm tra cơ anh em ạ. Về bán thì phải kiểm tra cho cái bảo hành cho khách hàng à. Kiểm tra phải trục phải ngon, lỗ phải ngon. Mua làm gì được. Quá đẹp. Con số 2 đã đẹp và đã rực rỡ nhá. Đã xong. Giờ em đang kiểm tra con số 3. Trục này thì nó thật là chưa nhìn đã biết là không có điều gì. Nhìn này anh, phụt nước vào nó trắng xóa này. Trong nó mới tinh luôn. Cứ phụt vào đi anh, thích cứ phụt vào. Dầu bây giờ 24 rồi. Thật chăng. Mua lẻ hay gì mà mắc gì? 24.000 một lít. Ủa nó đúng là nó có 22.000 mấy chục hả ta? Vâng, bây giờ 24 rồi anh ạ, đắt hơn xăng rồi. Mới, trục như mới đây nha, đấy, nhìn thấy chưa. Trục này chắc không phải kiểm tra nữa, cho nó mất thời gian ra. Đích thầy, đích thân khách hàng cột vào kiểm tra trục. Mới quá anh ơi. Kinh điển nhá. Trục nhìn rồi, tít hết cả mắt. Có phải mở ra để kiểm tra không anh? Kiểm tra cốt không hay không? Có kiểm tra làm gì? Nguyên bản hết của nó đây. Cái này cái lớp mạ này thì ai làm được. Nếu mà có một vết gợn là cho máy luôn. Không phải nó không được. Nó chưa có gợn gì đâu đấy ông. Phải sợ nó có gợn gì đâu để nó. Phải sợ đi. Chưa một cái gợn gì. Đường dầu nó vào đâu. Không có gì đâu anh ạ. Ừ, mấy anh sờ nó có gợn thì mình mới ấy, nó không có gợn. Trục này mở ra em đã biết là trục không thể có một cái vết gợn, là không nguyên bản, nó không một cái gì rồi. Mình đã biết. Quá đẹp. Đấy nha anh em nhá, soi gương được rồi. Bóng loáng. Máy này em mua em còn không được kiểm tra cơ anh em ạ. Về bán thì phải kiểm tra cho cái bảo hành cho khách hàng à. Kiểm tra phải trục phải ngon, lỗ phải ngon. Mua làm gì được. Quá đẹp. Con số 2 đã đẹp và đã rực rỡ nhá. Đã xong. Đèn này thì không có mà dơ nữa. Trục cơ 3 con máy đen đã xong. Bây giờ là sang trục cơ con máy đỏ, con máy cuối cùng. Trong đơn hàng 4 con máy cho anh ra ở Hòn Đất Kiên Giang nhá anh em nhá. Đây, bạc đẹp như mới luôn. Trục. Nói chung là con máy hình thức ở bên ngoài nó như vậy rồi thì không có nghĩa lý gì mà bên trong nó không đẹp cả anh em ạ. Đây. Những cái này thì không ai có thể làm được. Nếu mà có sự tác động của giấy nhám cái mất dấu luôn anh em ạ, mất độ bóng luôn nhá. Nguyên zin hết từ A Z, trong sáng quắc luôn. Đấy, thực sự là quá đẹp. Rồi. 6W1 nhá anh em nhá, lòng 1 tấc 47 vòng tua 2008 420 PS, con máy đỏ, cũng là con máy cuối cùng, 3 con đen, 1 con đỏ nhá, cũng là con máy cuối cùng trong đơn hàng 4 con máy 6W1. Thế là tất cả đã xong xuôi, bây giờ chỉ có lắp đáy lại và đóng ba lết và chờ xe gửi hàng, gửi máy vào cho anh ra ở Hòn Đất Kiên Giang nhé anh em nhé. Không biết nói gì hơn ngoài hai từ chân thành cảm ơn đến anh. Chúc cho anh ra cùng em trai của anh và con trai của anh ấy, mỗi người một em trai thì mua 2 con máy mà con trai của anh ấy thì mua 1 con và anh ấy mua 1 con. Chúc đại gia đình nhà mình mua máy bên cơ sở em về dùng thật bền, dùng thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, mong sao là nó mang lại cái giá trị đúng như nó mang ra lại ra cái giá trị nhiều hơn nữa mà cái số tiền của mình đã bỏ ra. Thực là không biết nói gì hơn cả. Nếu mà anh em nào có nhu cầu mua máy các loại động cơ thì mong anh em hãy gọi điện cho em sẽ tư vấn, cả anh em mua hay không mua cũng không sao cả.
làm sao có thể cho anh em mua được cái dòng sản phẩm nào phù hợp nhất với cái công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Và anh em là lưu ý là nếu mà anh em cái video mà anh em xem nó chưa đúng với sản phẩm mà anh em đang cần tìm ấy, thì anh em ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc góc màn hình TV của mọi người là anh em search vào là động cơ ô tô Hồng Thịnh, và trong đó sẽ có đầy đủ bốn cái cơ sở của em nhá anh em nhá. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Gia và cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành ủng hộ cùng động cơ ô tô Hồng Thịnh. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, công việc lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. Xin chào. Sau gần một ngày, anh em thợ cùng anh Gia đã test lỗ và kiểm tra trục cơ, test lỗ kiểm tra trục cơ xong xuôi hết cái đơn hàng 4 con máy 6W1 cho anh Gia. Theo dự kiến ban đầu là anh Gia lấy con 4 con 6W đen cơ anh em ạ. Nhưng cuối cùng thì anh ấy lại lấy một con máy đỏ vì đủ ý. Một con máy đỏ này nhìn đẹp quá, không thể chối từ được. Thế là không thể đi lỗ, thế là anh ấy quyết định lấy một con đỏ và ba con đen. Mà anh Gia anh không phải mua cho riêng anh ấy, mà anh ấy mua là cho con trai của mình một con và anh ấy mua một con, và em trai của anh Gia mua hai con nhé anh em nhé. Vậy là đơn hàng 4 con đã xong. Thực sự là rất là mệt mỏi và vất vả. Thực sự là còn những anh em khác, em có nhận tiền của mọi người mà em chưa làm kịp thì kính mong cho tất cả anh em hãy thông cảm cho em, vì em chưa trả hàng kịp cho mọi người vì công việc của em nó bận quá. Thực sự là nó nhiều việc quá, không thể làm xuể. Thì thực sự trong những cái ngày vừa qua em nhận được rất nhiều đơn hàng của khắp các anh em trên cả nước, trong các tỉnh. Thực sự là không biết nói gì hơn cả ngoài hai từ là cảm ơn mọi người, vì mọi người đã tin tưởng mình quá nhiều. Tất cả những cái gì mà em Hưng nhận được ngày hôm nay đó là có thời gian, thì mong tất cả các anh em ra có thời gian thì mong anh em bớt chút thời gian ra cửa hàng em mua hàng ngoài này cũng được, để cho mọi người ra để mọi người biết cái cơ sở các em làm ăn có đúng như lời mà em nói ở trên mạng hay không. Và cũng mong như em xin lưu ý với tất cả anh em là cơ sở em có chỗ ăn, chỗ nghỉ cho tất cả mọi người. Và anh em là ra, mọi người điện trước cho em sẽ, nếu mà có thời gian em sẽ xuống sân bay đón anh em, hoặc là em sẽ cho xe xuống đón mọi người, cũng như là anh ra ấy, em cho xe xuống đón và em sẽ xuống đón, có thời gian em sẽ xuống đón. Thì anh em lưu ý như thế. Thực sự là tất cả những cái gì mà mình, thực sự là dạo vào đây em có quá nhiều đơn đặt hàng làm không kịp cho anh em, nhưng thực sự là trước giờ anh em cứ xem kỹ, để có anh em đã theo dõi em hơn một năm nay rồi mới quyết định mua hàng. Thực sự là những gì mình làm có tốt hay là xấu thì có những người đã từng mua hàng rồi, anh em từng mua hàng rồi thì chắc chắn là anh em sẽ biết là cái cơ sở em có làm ăn uy tín, có đảm bảo có như lời mà em đã nói chưa hay không. Tất cả mọi người đều có sự đánh giá riêng của mình rồi, chứ còn em vẫn nói rồi, ai cũng có cái con mắt để nhìn và không ai có thể lừa được tất cả mọi người cả anh em ạ. Chỉ lừa được một người thôi chứ không bao giờ lừa được 10 người, 100 người. Mà ở cái xã hội này ấy, muốn tồn tại được thì chỉ có là làm thật và làm chuẩn, làm đúng rồi. Thì cái đơn hàng cho anh ra đã xong nhá anh em nhá. Bây giờ tất cả đã xong, bây giờ chỉ còn mỗi là việc là liên hệ xe và ấy thôi, và chờ xe đến để cẩu lên thôi. Đã xong nhá anh em nhá. Ok, chào nhá. Rồi bây giờ là đưa hai anh em anh ra sân bay để cho kịp giờ bay nhá anh em nhá. Từ Hòn Đất bây giờ lại bay về Hòn Đất Kiên Giang rồi. Bây giờ em sẽ lái xe và đưa anh ra về ra sân bay anh em ạ. Rồi đi anh. Tất cả đã xong. Đã xong nhá. Bây giờ là đi lên xe để đi ra ấy thôi. Anh ra bến xe sân bay. Cầm hết đồ cho anh. Còn đồ gì nữa không? Còn cái mới quần áo kia gì? Thôi em chào anh nhá. Đây, đi vào cẩn về cẩn thận nhé anh nhá. Chúc các anh bình an. Hẹn gặp lại. Có gì alo nhá anh nhá. Anh ơi, vào trong này anh hỏi mấy cái nhân viên của máy bay, bảo là tôi đi chuyến này ở chỗ kia. Bamboo, anh nhìn ở trên kia có bamboo. Bamboo à? Đấy, đi vào đây. Đi vào đây xong. Đấy, anh vào hỏi. Các anh về nhá. Rồi. Đã đưa hai anh em anh ra Hòn Đất Kiên Giang ra sân bay ăn chúc hai anh mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Nếu mà anh em nào có ra ngoài Hà Nội mua hàng thì alo cho em sẽ ra sân bay đón anh em.
xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.